Vân Anh và Thái Huyền xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình VNTV. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức trong ngày của chúng tôi. Tin từ Washington, giá vé phi cơ tăng vọt, phi trường cứ hoãn hoài và nhiều căng thẳng khác nữa đã làm nhiều người không bay về nhà dự lễ tháng 12 năm 2016. Theo bản khảo sát, hơn 1.000 người thường tìm mua giá vé rẻ tại trang e Airfare Watchdog. Khoảng 60% những người thường bay về nhà mùa lễ nói rằng năm nay sẽ không bay về. 36% trong đó nói rằng giá vé phi cơ bây giờ quá đắt và 21% nói rằng muốn lái xe thay vì bay năm nay. Còn lại 70% những người bay về nhà dự lễ năm nay ước tính xài từ 500 đô la tới 1.000 đô la, 20% người dự kiến xài hơn 1.000 đô la. Nhưng dù lái xe hay bay về nhà, đa số dân Mỹ vẫn căng thẳng. 65% người nói rằng họ lo lắng về nhà trong mùa lễ, trong đó 72% là nữ và 58% là nam. Tin từ Washington, chính thức Donald Trump đã dư phiếu cử tri đoàn còn gọi là phiếu đại cử tri hôm 19 tháng 12 vừa qua để trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Trong 306 cử tri đoàn cam kết bầu cho ông Trump có 304 phiếu bầu như thế và là con số vượt xa con số cần thiết là 270 phiếu cử tri đoàn để chiếm tòa bạch ốc. Tổng số 538 cử tri đoàn đã chính thức bỏ phiếu bầu Tổng thống tại các tòa nhà lập pháp tiểu bang trong ngày thứ hai 19 tháng 12, số phiếu gọi là Certificates of Votes đã được chuyển hết đến Quốc hội và Thư khố Quốc gia ngày 28 tháng 12. Để đến ngày 6 tháng 1, Tổng thống tại chức sẽ chủ tọa việc kiểm phiếu đại cử tri tại Capitol Hill. Kết quả thắng cử của tỷ phú địa ốc bị dị nghị là có tố giác tin tặc Nga tấn công mạng giúp ông thắng theo ý muốn của Tổng thống Putin nên một số cử tri đoàn Dân Chủ đã vận động các đồng nghiệp Cộng Hòa bỏ phiếu chống lại ông Trump. Người dân California có thể chẳng bao lâu nữa sẽ uống nước phế thải lọc lại. Để ứng phó với trận hạn hán kéo dài 5 năm, Hội đồng Kiểm tra Nguồn nước của tiểu bang gần đây thông báo các nhà lập pháp rằng việc giám sát nước lọc có thể uống là có thể thực hiện được hoàn toàn. California có thể là tiểu bang đầu tiên trên toàn quốc thực thi các luật lệ như thế. Trong lúc California đang vật lộn để giải quyết khủng hoảng khan hiếm nước, việc chuyển nguồn nước lọc tái sử dụng tới cung cấp nước uống là bước đi hợp lý. Với kỹ thuật chính xác, tiến trình này sẽ là bền vững, chi phí hiệu quả và hoàn toàn an toàn. California, thời tiết khô và biến đổi khí hậu đã làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán và nhiều chuyên gia ký tượng phỏng đoán rằng, ngay dù trời mưa xuống một inch nước mỗi ngày tại San Francisco và Oakland suốt 13 năm liền, thì các hồ chứa nước của California cũng sẽ không hồi phục lại được mức trước hạn hán. Tin từ Washington, trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh NPR, Tổng thống Barack Obama tuyên bố, dù chính sách di trú của Tổng thống kế tiếp là như thế nào, thì các thành phần sắc tộc trong dân số đa dạng của Hoa Kỳ sẽ thay đổi. Ông nói, sẽ là nhiều màu nâu hơn. Ông nhắc nhở, nếu chúng ta không suy tính ngay từ bây giờ cách bảo đảm giáo dục tốt đẹp với thế hệ, sau, theo các tiêu chuẩn tinh thần cao, làm cho Hoa Kỳ trở nên đặc biệt, quan tâm và vun trồng, chúng ta sẽ không thành công như kỳ vọng. Theo Tổng thống thứ 44, là tự nhiên khi túc, quốc chứng kiến các đau đớn gia tăng vì các biến đổi của thế giới trong 8 năm ông làm tổng thống. Ông tin rằng không có bằng chứng về quan hệ giữa cộng đồng da đen và cảnh sát đột nhiên trở thành tệ hại hơn. Trong một cuộc phỏng vấn trong tháng qua, Tổng thống Obama nói rằng ông sẽ ngủ 2 tuần sau khi bàn giao hết chìa khóa cho tòa Bạch Ốc và cùng phu nhân Michelle trải qua một thời gian nghỉ ngơi xứng đáng và sau đó ông sẽ viết sách và cổ vũ phương cách huấn luyện khả năng lãnh đạo cho thế hệ trẻ. Tin từ San Francisco, Ủy ban xây dựng và vận hành cầu Golden Gate tại San Francisco loan báo kế hoạch xây dựng một hệ thống lưới ngăn chặn những người nhảy xuống nước tự tử sẽ được tiến hành vào đầu năm tới, nhật báo Marine Independent Journal đưa tin. Kinh phí dự trù là 142 triệu đô la, trong khi ngân sách ban đầu dành cho kế hoạch này chỉ có 84 triệu đô la. Theo kế hoạch xây dựng cầu, một hệ thống lưới ngăn sẽ được dựng lên phía dưới, cách sàn cầu khoảng 6 mét và trải rộng ra hai bên cầu khoảng 6 mét. Lưới sẽ được làm bằng thép không rỉ màu xám thay vì màu đỏ và treo bằng những dây cáp màu xanh nước biển để cho màu sắc của mọi thứ hòa hợp với màu nước dưới cầu. Mạng lưới này sẽ trở nên vô hình trong đôi mắt của những người lái xe chạy trên cầu và sẽ được thiết kế sao cho có thể hòa hợp với cảnh sắc chung của cây cầu. Từ hồi thập niên 1950 trong thế kỷ trước, đã có những cuộc thảo luận nhằm xây dựng một hệ thống lưới ngăn tương tự trên cầu Golden Gate. Mãi cho tới hồi thập niên 1970, đã có tới 18 đề án được đưa ra, nhưng không có đề án nào được chấp thuận cả. Từ năm 2005, một số cơ quan trong đó có Ủy hội chuyển vận thành phố mới khởi sự đóng góp tài chánh cho công tác nghiên cứu hệ thống lưới nói trên dẫn đến kết quả chung cuộc ngày nay. Tin từ Sacramento, tiểu bang California hiện đang gắn gần 1.000 máy giò tối tân cũng như các máy ghi hình an ninh tại các nhà tù tiểu bang trong nỗ lực mới nhất nhằm ngăn chặn việc đưa lén máy điện thoại vào nhà tù. Một điều vẫn tiếp tục xảy ra dù rằng đã có nhiều nỗ lực trước đây. Giới hữu chắc nói rằng các điện thoại này được sử dụng vào đủ mọi mục đích, từ phối hợp các cuộc tấn công của các băng đảng trong tù cho tới ra lệnh cho đàn em ở bên ngoài nhà tù. Và giới chức trách nhà giam hiện cũng không ngăn được ngay cả những tù nhân được đặc biệt chú ý kỹ càng như là trùm giết người Charles Manson liên tiếp có được các điện thoại này. Các máy dùng ngăn sóng điện thoại đã trở nên lỗi thời và không còn hiệu quả đối với các máy điện thoại di động đời mới và không thể nào ngăn chặn được hết vì nhu cầu đưa lậu điện thoại quá cao việc chuyển điện thoại càng ngày càng đa dạng hơn. Hồi tháng 4 năm nay, giới hữu trách đã bắt được một chiếc phi cơ không người lái giao hai điện thoại di động ở nhà tù Ironwood nằm cách Los Angeles chừng 130 dặm về phía đông. Quý vị vừa theo dõi phần tin tức với Vân Anh và Thái Huyền. Và nhân dịp Giáng sinh về, Thái Huyền xin kính chúc quý khán thính giả của đài truyền hình VNTV một mùa Giáng sinh thật an lành và nhiều niềm vui. Vân Anh cũng xin kính chúc quý vị khán thính giả một Giáng sinh thật là nhiều hạnh phúc và năm mới 2017 thật là may mắn. Và sau đây xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình còn lại của VNTV San Diego.